Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay shop Điêu Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú chị em là có nhập về một số sản phẩm. Tại shop Điêu Quốc là có rất là nhiều tủ bàn ghế xưa. Quý cô chú anh chị em nào không hiểu không rõ thì gọi điện trực tiếp tại số Zalo màn hình mé tay phải để được tư vấn cho nó rõ ràng hơn. Dạ xin cảm ơn. Đầu tiên thì xin mời quý cô chú tham khảo tổng thể cái sản phẩm ngày hôm nay là cái kệ nha quý cô chú. Đây là cái kệ hoặc là cái tủ đầu giường cũng được nha quý cô chú. Dạ xin mời quý cô chú tham khảo tổng thể cái kệ cẩm lai 100%. Dạ đầu tiên á thì shop sẽ giới thiệu tổng thể, đây là toàn bộ cái kệ hoặc là cái tủ táp đầu giường cũng được nha quý cô chú. Đây là phía mặt trước tổng thể của hai bên. Bên trái á, thì có khóa, bên phải không khóa nha. Cẩm lai đẹp nha quý cô chú, cẩm lai rất đẹp nha. Đây là tấm bên trái có chìa khóa. Cái này về cái quý cô chú chỉ sử dụng thôi. Dạ cẩm lai đẹp nha. Ở đây nó có răng nhẹ ở đây chút xíu thôi, nhìn không thấy nha quý cô chú, răng nhẹ nhỏ nhỏ trên đây. Cẩm lai theo thời gian. Đây là tấm bên trái có ổ khóa. Đây là cái cánh phía trong của cái tấm bên trái nha. Cẩm lai rất đẹp quý chú. Phía trong như ngoài. Tiếp theo là cái cánh bên phải. Nguyên một tấm bên phải nha quý cô chú. Nó chỉ răng gió nhẹ thôi, lâu năm quá. Quý cô chú anh chị em nào cần những sản phẩm cẩm lai thì tại shop có rất nhiều đồ cẩm lai nha quý cô chú. Dạ bàn ghế cẩm lai, tủ áo, tủ cầm bót. Dạ đây là phía trong của tấm bên phải nha, cũng cẩm lai hết nha quý cô chú ha. Trong ngoài như nhau. Đây sẵn rồi, quay phía trong toàn tổng thể luôn, tất cả là cẩm lai luôn, từ hông. Cái này phía sau nha. Đó, sẵn máy thì shop sẽ quay luôn tổng thể và phía dưới luôn, cả là cẩm lai hết nha quý cô chú. Nè bên hông luôn nè, bên hông bên phải nè, cái hậu sau cẩm lai luôn, cái hông bên trái và cái hộc dưới này cũng cẩm lai luôn nha quý cô chú. Nói chung tủ này là cẩm lai 100%, không có chỗ nào là đó. Ở đây thì đầu tiên thì shop sẽ có cái chìa khóa đây bé bên phải. Quý cô chú gài vào cái móc bên đây. Gài quý cô chú gài lại vậy. Nha. Rồi tiếp theo tấm bên trái mình khóa lại. Khóa lại nha quý cô chú. Đó là không mở được nha. Ở đây mở không được luôn nha. Rồi tiếp theo shop sẽ giới thiệu cái bên hông bên trái nha. Hông bên trái nha quý cô chú. Đó cái này là hai miếng nha, hai miếng ghép lại nha quý cô chú. Hai tấm ghép lại ha. Cẩm lai cũng đẹp nha. Đó, cái này giống như là một khối cây người ta xả ra để làm hết cái tổng thể cái tủ này nha quý cô chú. Quý cô chú có thể sử dụng bằng táp đầu giường hoặc là mình làm cái kệ treo cũng được nha quý cô chú. Tiếp theo là một cái khối cây người ta làm, quý cô chú thấy không, kết nối từ bên hông lên trên nóc. Cái khối cây ra đây, người thợ này cũng khéo tay nè. Này những cái vết ố theo thời gian ha. Quý cô chú thấy cái xương rất đẹp nha.
Ở đây là phía sau nha quý cô chú. Phía sau đẹp lắm. Sắp sẽ quay phía sau nha, hai tấm nè. Tiếp theo là tấm bên trái phía sau nha. Hai tấm. Phía sau này là 2-1 nè. Cái này là phía sau nha quý cô chú, cẩm lai phía sau nha. Phía sau thì cũng đẹp như phía trước luôn. Đó, những cái xương này cũng cẩm lai hết nha. Hai tấm phía sau. Rất đẹp nha. Nó có giác giác vàng vàng, nó đẹp không quý cô chú nha. Nói chung là một khối cây này sẽ ra. Tiếp theo là cái hông bên phải. Từ ngoài nhìn vào, quý cô chú thấy ông này là kết nối nè, nhìn từ trên nóc nè. Từ trên nóc nè, quý cô chú thấy người thợ người ta làm theo một cái tấm cây rồi. Ở đây có răng nhẹ nha, trên nóc này răng nhẹ chỗ này nó xíu. Không đáng kể nha. Rồi, người thợ kết nối với cái hông bên phải xuống. Tủ cẩm lai hết quý cô chú. Quý cô chú nào chưa đăng ký kênh, đáng giúp giùm shop một cái đăng ký và chia sẻ cho mọi người cũng biết đến shop Lê Quốc Đồ Xưa, xin thành thật cảm ơn. Dạ, nguyên tấm bên phải ha. Cái này cách nối hai tấm lại. Rồi đây là dưới đáy nha quý cô chú, dưới đáy tủ nha, cũng cẩm lai luôn nha. Cẩm lai luôn nha quý cô chú, phía dưới. Nói chung là cái tủ này là tổng thể hết, từ hậu, từ nóc gì là cẩm lai hết nha quý cô chú. Tất cả là cẩm lai hết. Dạ, xin mời quý cô chú xem tổng thể toàn bộ lại cái tủ nhỏ này nha quý cô chú. Quý cô chú có thể làm cái tủ táp đầu giường, hoặc là quý cô chú có thể treo lên cái kệ nhà mình cũng được nha quý cô chú nha. Nhưng mà cái này rất là xịn sò nha, cái này là cẩm lai hết toàn bộ, rất đẹp. Nó một khối cây làm ra nha quý cô chú, từ cái nóc, cái hậu, cái đáy luôn là cẩm lai hết nha. Nó rất là quý nha quý cô chú. Sau đây thì shop sẽ đo cái tủ táp này 79, chiều dài 79, chiều ngang 34, chiều ngang 34, chiều cao là 50, chiều cao 50, tổng thể cẩm lai hết. Shop xin báo giá cái tủ cẩm lai 100% này với giá là 3,5 triệu. Cái tủ cẩm lai này 3,5 triệu. Dạ, cuối video clip cũng cảm ơn quý cô chú đã xem hết cái tủ cẩm lai này. Kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và được bình an. Quý cô chú chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký và nhấn cái chuông đỏ đỏ để được thông báo video mới nhất. Dạ, xin cảm ơn.